xem trên cát anh em. Mình tự chơi để cho chị đi chơi chừng khác với bách thịt. Mình lên ai đẩy cho chị cô đi, cô đi con đi. Thôi đỡ đưa tiền bà đâu rồi. Tội bà. Đưa cho tao đẩy cho. Đỡ chị đi cho thơ người khác chứ. Thôi chị đi đỡ đấy. Đủ đây nó ngồi chỗ lắm. Đấy con chơi đây, ba mày đợi bác làm công chào. Đây lên đây. Sao? Từ lên đây đi. Bác bé xuống làm được công chào. Lên đây này, bé. Sơn mới trả tiền mà. Để leo cái miếng của nó đâu. Ai biết? Miếng của nó là miếng nào? Đây này. À, còn cái miếng gì nữa nè. Còn miếng gì kìa. Từ. Quá kia mấy quán lại cho nó chơi. Đó còn cắm nó quay mà. Kêu mấy quán lại đợi giùm nó đi. Nó dùng có mà kêu cái gì kêu nó. Ai đây đi đây đúng lên nè tao đẩy cho thôi em không chơi đâu đi lên bắt đẩy cho cái kia này nó mới chạy nhanh cắt lên nó dễ rồi không phải vậy là cắt lên nó nhẹ cắt nó cắt bay còn cắt đây cắt dễ đây đâu chỉ còn mình có ai chuẩn đây do nắng quá mình không lên có mày vô tao đẩy mày không anh bé quay xuống đây đó là cái đeo chưa đi nó đã chịu rồi mà. Yến làm công chào hả? Anh nha. Anh làm công chào. Trên kia dốc hơn kìa. Áo mình ướt nữa dính cắp đầy. Mồ hôi ra. Anh Cạnh. Lên ngồi đây. Hay quá. Hay quá. Được rồi. Chơi úp giùm chơi ngừa đâu. Mà cái gì mà nó cây đường dưới vậy. Nắng quá nhau. Có 20 không? Đây không gốc mà dưới kia có. Đây cá nó phải ở biển chứ bà chỉ biểu diễn một đường nghĩa là có tiền rồi. Do ăn cá biển nhiều khỏe. Bà cho úp một giò cho ngựa. Bà chắc cho úp chịu lắm này. Lại trời bữa nay. Tiếp anh Kiên. Lên. 81 tuổi. 71 em. Ủa 71 là ngon rồi. 81 còn ngon rồi 71 ngon này. Không chơi như bà già á, nó mới chạy được. Bà có ông. Lên đầy cho chị đây. Chờ úp đi. Cái này
cái gì nó tròn tròn xíu nữa được. Không, nhỏ chịu mấy cách á. Thôi, chờ úp đi. Nó bị chài rồi, chỗ đây không kêu được đâu. Thì chỗ đây giờ, chỗ đây lên trên cao kia kìa, nó mà nắng quá. Nó vậy nó đẩy là nó mới chạy, không đẩy nó không chạy. Nhưng mà lên đây kia là anh cần đẩy nó không chạy. Thì đến kia nó dốc.